棒。宝宝灯。Lucky con banana na na, lucky con banana na na, lucky con banana na na, chui to đây. Là mẹ khỉ banana na na, là mẹ khỉ banana na na, là mẹ khỉ banana na na, chui to đây. Lucky ba banana na na, lucky ba banana na na, lucky ba banana na na, chui to đây. Ba khỉ đây banana na na, ba khỉ đây banana na na, ba khỉ đây banana na na, chui to đây. Lucky ông banana na na, lucky ông banana na na, lucky ông banana na na, chui to đây. Thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, chui banana na na, banana. Cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, ăn chuối nào. Thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, ăn chuối nào.
khỉ con đang nhảy trên giường kia kìa. Ôi không, nhảy ở trên giường nguy hiểm lắm đó. Kìa nhìn xem khi con đang nhảy trên giường. Ôi ngã rồi ngã ngay xuống sàn. Ôi đã quá đi. Ôi không, khỉ con à, mời tới bệnh viện đi nào. Khỉ con số 1, xin mời vào. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Mình ngã xuống đất khi nhảy trên giường. À ha, đầu của mình. Đầu bạn đã đâm ngay xuống sàn. Choang váng quay quay ôi trong. Ôi không, bạn có thể ngã nữa đó, nguy hiểm quá. Nào, cùng chữa cho bạn ngay thôi. Các bạn, cùng nhau chữa bệnh cho khỉ con nhé. Trước tiên, mình cần xem qua bên trong đầu của bạn ấy. Được rồi, mình sẽ chụp một bức ảnh nhé. Tụi mình sẽ chữa để bạn không thấy chóng mặt nữa. Tuyệt! Ta hãy kiểm tra xem đã khá hơn chưa nào. May quá, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều đó. Bạn cần được truyền dịch và nghỉ ngơi ở đây một tí nè. Hả? Cái nào là túi truyền dịch đây? Có phải cái ở trên không? Ôi, chóng mặt quá. Ồ, là một cái bong bóng, không phải túi truyền dịch. Xin lỗi, mình sẽ tìm ra túi truyền dịch ngay thôi. Khỉ con ơi, bạn thấy sao rồi? Mình vẫn thấy chóng mặt và đau đầu lắm. Mình nghĩ bạn cần một ít thuốc nữa. Các bạn, ta cần tìm một viên thuốc có hình rắn ốc và viên thuốc khác có hình sấm sét. Hãy giúp mình nhé. Được rồi. Hả? Bạn thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa? Bạn khi con tu 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 giờ thì đã tu 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 khỏe mạnh hơn tu 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 chữa xong rồi. Wow, mình không còn chóng mặt nữa. Từ giờ trở đi đừng nhảy trên giường nữa nhé. Mình nhớ rồi. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Mình ngã xuống đất khi nhảy trên giường. Ow ow, đôi của mình à. Mày là bạn đã bị đau ở đuôi. Mau mau giúp mình nào, ôi ôi ôi. Đừng lo lắng nè, tụi mình sẽ giúp bạn mau khỏe lại. Trước hết, hãy chụp X quang để xem đuôi của bạn có sao không nhé. Mình chuẩn bị chụp nhé. Mình sẽ đếm đến 3, đừng chuyển động nhé. 1, 2. Bác sĩ ơi, mình sợ quá. Ồ, bạn đừng sợ, không có đau đâu. Chỉ chụp một cái là xong ngay thôi. Được rồi, mình chuẩn bị chụp đây. 1, 2, 3. Ôi không, xương đuôi của bạn bị gãy rồi. Chắc là đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn nắn xương lại nhé. Giỏi lắm. Giờ ta hãy chụp X quang thêm lần nữa để xem xương đã ổn chưa nhé.
xương của bạn đã trở lại bình thường rồi. Mình không sao rồi hả? Đúng vậy, giờ thì ta sẽ bó nẹp để cố định đuôi lại cho xương mau lành nhé. Bó nẹp đuôi, xong rồi. Cuối cùng, bằng cái đuôi lại nào. Wow, những trái tim dễ thương kìa. Y tá rất mong bạn sẽ mau khỏe đó, khỉ con à. Bạn khỉ con, tu đu đu tu đu, giờ thì đôi, tu đu đu tu đu, chẳng còn đau, tu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Nhớ là hãy cẩn thận với cái đuôi của bạn trong thời gian này nhé. À hả? Đau quá. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã ngã cái mông xuống sàn. Đau quá. Bạn đã bị thương ở sau cái mông. Ôi ôi, nhức quá, đau quá đi. Mông của khỉ con bị bầm rồi kìa. Cùng chữa trị nhanh nào. A, à, vi khuẩn kìa. Hãy xét trùng trước nào. Tiếp theo, hãy thoa thuốc lên. Nào, hãy dán băng cá nhân lên để vết thương không trở nặng nhé. Nhưng mông của bạn vẫn còn bầm. Hãy cùng chườm đá lạnh để giúp cho nó hồng hào trở lại nhé. Có tới 2 túi đá. Các bạn, ta nên chọn túi nào đây? Được rồi, hãy chọn cái túi thứ 2 nào. Đó không phải là túi đá, đó là xà phòng. Xin lỗi, mình sẽ tìm lại túi đá khác cho bạn ngay. Đây, tôi đã tới rồi đây. Lạnh quá. Mau lành quá đúng không? Mông của khỉ màu đỏ. Bạn khỉ con, tu 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 tu, giờ thì mông tu 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 tu, chẳng còn đau, tu 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 tu, chữa xong rồi. Wow, giờ mình có thể nhảy bằng mông luôn nè. Nó không còn đau nữa rồi. Được rồi mọi người, nhớ lời mình dặn hôm nay chứ. Không được. Nhảy trên giường nữa. Các bạn nhớ chơi đùa thật vui và an toàn. Lần sau cùng giúp mình trị bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Chuối banana banana, cùng ăn chuối banana banana, ăn chuối nào. Thật là vui banana banana, thật là vui banana banana, thật là vui.
tu du tu du. Cá mập mẹ tu tu du du tu du. Cá mập ba tu tu du du tu du. Ba ơi, ơi. Cá mập ba tu tu du du tu du. Cá mập ông tu tu du du tu du. Cùng đi săn tu tu du du tu du đi săn nào. Khoan đã. Hả? Cá mập cô tu tu du du tu du. Cá mập cô tu tu du du tu du. Cá mập cô tu tu du du tu du. Cá mập cô. Cá mập chu du tu du du tu du. Cá mập chu du tu du du tu du. Cá mập chu du tu du du tu du. Cá mập chu. Cá mập anh em chu du du tu du. Cá mập anh em chu du du tu du. Cá mập anh em chu du du tu du. Cá mập anh em. Cùng đi săn chu chu du du tu du. Cùng đi săn chu chu du du tu du. Cùng đi săn chu chu du du tu du. Đi săn nào. Nào chạy mau tu tu du du tu du. Nào chạy mau tu tu du du tu du. Nào chạy mau tu tu du du tu du. Nào chạy mau. Thật là may tu tu du du tu du. Thật là may tu tu du du tu du. Thật là may tu tu du du tu du. Thật là may. Vậy là hết tu tu du du tu du. Vậy là hết tu tu du du tu du. Vậy là hết tu tu du du tu du. Vậy là hết. Đại dương thật nhiều màu sắc. Ghét quá đi. Ta muốn chỉ mình ta có nhiều màu sắc thôi. Ôi không, mà tụ cọc cằn đã lấy hết màu sắc của chúng ta rồi. Ôi màu vàng, màu vàng. Biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình. Mình phải làm gì? Ôi màu hồng, màu hồng. Biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình. Mình phải làm gì? Cùng nhau ta hãy lấy lại màu sắc. Cá mập mẹ màu hồng. Tu tu tu. Tu 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 tu. Ôi màu xanh của mình. Biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình. Ôi không, mình phải làm gì? Cùng nhau ta hãy lấy lại màu sắc. Cá mập ba màu xanh. Tu tu tu. Tu 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 tu. Ôi màu cam của mình. Biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình. Hả? Mình phải làm gì? Cùng nhau ta hãy lấy lại màu sắc. Cá mập ba màu cam. Tu tu tu. Tu 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 tu. Ôi xanh lá của mình. Biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình. Hả? Mình phải làm gì? Cùng nhau ta hãy lấy lại màu sắc. Cá mập âm xanh lá. Tu tu tu. Có ý này hay lắm. Này bạch tuộc hay cọc cằn ơi. Tu du tu du du. Này bạch tuộc hay cọc cằn ơi. Tu du tu du du. Này bạch tuộc hay cọc cằn ơi. Tu du tu du du. Này bạch tuộc hay cọc cằn ơi. Này bà tuộc cọc cằn, trả lại màu sắc cho chúng tôi mau. Chào mừng đến cuộc đua những quái xế. Ai sẽ giành chiến thắng đây? Xin được giới thiệu gia đình quái xế cá mập. Cá mập con tu 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 là quái xế tu 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 tu. Cá mập con xe quái vật. Cá mập
mẹ tu tu du du tu du cá mập mẹ tu tu du du tu du là quái xe tu tu du du tu du cá mập mẹ xe quái ba cá mập ba tu tu du du tu du cá mập ba tu tu du du tu du là quái xe tu tu du du tu du cá mập ba xe quái ba cá mập ba tu tu du du tu du cá mập ba tu du du tu du du là quái xe tu tu du du tu du cá mập ba xe quái ba cá mập ông tu tu du du tu du cá mập ông tu tu du du tu du là quái xe tu tu du du tu du cá mập ông xe quái ba tu 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 du quái vật xe tu 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 du quái vật xe tu 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 du quái vật xe tu 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 du quái xe cá mập tu tu du du hai bánh xe nào nâng cá tu tu du du tu du lắp phụ vào và khởi động nào tu tu du du tu du chúng tôi sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Do 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 do, quay vào xe. Do 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 do, quay vào xe. Do 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 do, quay xe cá mập đi nào. Do 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 do, quay vào xe. 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 Và người chiến thắng là quay xe cá mập con. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây. Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi, nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn, cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên, mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hồ nè. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp mà là bánh kẹo. À, có nhiều vi khuẩn quá kìa. Âu, 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 âu. Bạn làm tốt lắm. Bạn sắp khỏe lại rồi đó. Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi. Giờ bạn sẽ không còn đau nữa. Bạn sư tử chu đu đu tu đu giờ thì đã chu đu đu tu đu chẳng còn đau chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Woohoo, cảm ơn đã chữa cho tôi. Giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé.
các bạn nên hòa thuận với nhau. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đau ở đuôi khi đi bắt cá nè. Ow, ow. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi, 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 đau quá đi. Trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi, đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. Một, hai, ba. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn. Đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có hai loại thuốc để chúng ta sử dụng. Ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ hai nào. Ồ, cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi. Ôi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Ow, 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 ow. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại, để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn bao đốm chu đu đu tu đu, giờ thì đã chu đu đu tu đu, chẳng còn đau chu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Vết thương dưới chân tôi đau rất nhiều. Bạn bị đạp gai ở dưới chân kia. Ôi ôi, đau quá. Chắc là đau lắm nhỉ? Bọn mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi. Chắc là đau lắm đây. Nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi. Ta cần lấy băng vải để băng lại nữa. Vậy là đã chữa xong rồi. Bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi. Bạn gáo cười lại rồi kìa. Là bạn gấu, giờ thì đã chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé. Đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé.
Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn, chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau, cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark. Grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark. Grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark. Let's go hunt, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt. Let's go hunt! Run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away! Safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last! It's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end! Con đang bơi dạo vòng quanh biển. Hôm nay bạn ấy sẽ làm gì đây? Hả? Cái gì kia? Ố, nó đi đâu mất rồi? Cá mập con, bạn ổn chứ? Các bạn, cùng nhau đi theo nó nào. Wow, thật là thú vị. Mình chưa thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì? Wow, cá mập con có những đốm đen giống như báo đốm vậy. Trông bạn tuyệt lắm. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Là bao đốm, chu chu ru chu ru. Bao đốm nè. Báo đốm nhanh hơn cả hổ và sư tử nữa đó. Wow, nhanh chưa kìa. Mình không kịp nhìn luôn. Báo đốm thật ngầu, phải không nào? Tiếp theo, chúng ta nên biến thành loài vật nào đây? Wow, lần này cá mập con có sọc đen và trắng, trông giống như ngựa vằn vậy. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Ngựa vằn đây, chu chu ru chu ru. Bạn ngựa vằn. Chào ngựa vằn, rất vui được gặp bạn. Bạn từng nhìn thấy cá mập ngựa vằn chưa nào? Oh, ngựa vằn sợ chạy mất rồi. Xin lỗi nè. Hả? Hoa văn này là của ai? Wow, cá mập con có những mảng nâu giống như hươu cao cổ vậy. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ, chu chu ru chu ru. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài nên chúng có thể tiếp cận thức ăn ở trên cao.
Đúng vậy, cá mập con. Bạn không có cổ dài, nhưng bạn là một thợ săn cừ khôi vì bạn bơi rất giỏi. Trong hộp cuối cùng sẽ là gì đây? Wow! Cá mập con có một bộ lông cong thật lộng lẫy. Là chim cong, chut tu ru tu ru. Là chim cong, chut tu ru tu ru. Là chim cong, chut tu ru tu ru. Chim cong nè. Wow! Trông như có một chiếc quạt đầy màu sắc ở đuôi của cá mập con vậy. Thật đẹp. Là bao đom, chut tu ru tu ru. Ngựa vằn đây, chut tu ru tu ru. Hươu cao cổ, chut tu ru tu ru. Chim cong nè. Hóa thân thành các loài vật đúng là vui quá đi. Lần sau ta sẽ hóa thân thành gì đây? Mình háo hức quá. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm. Cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, hươu cao cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đầu cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương ở cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá. Để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah! Tốt lắm!
Hả? Không. Ôi, cổ của mình. Ôi không, mình xin lỗi. Tập trung nào. Nào, cái to nhất trước. Được rồi, đó là cái xương cuối cùng. Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đây ta? Được rồi, cái băng có hình cầu vồng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vồng sắc màu. Hư cao cổ ngầu quá đi. Ủa? Hư cao cổ tu 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 tu, giờ thì cổ tu 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 chẳng còn đau. Tu 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 tu, chữa xong rồi. Ê, mình rất thích cái băng cầu vồng này. Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, hư cao cổ à. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi không thể bay, ôi đau quá đi. Ao, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê, ôi đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X-quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong, tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên, cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Cái này không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công. Đại bàng ơi, tu du 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 du, giờ đã bay, tu du 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 du, lại được rồi, tu du 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 du, phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi ôi, chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay.
mình sẽ chụp X quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi, chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nha. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng mình sẽ lấy nạng chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất. Bạn khủng long, tu du du tu du, giờ thì chân tu du du tu du đã lành rồi, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn, bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người về cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Có trộm. Cảnh sát Ping Pong tới rồi đây. Có chuyện gì vậy? Có trộm ở đây. Tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi. Đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Pong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi. Cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra. Tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập ba hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé.
Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cá mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Có gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu cam và sọc đen. Được chứ? Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng, có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. À, ơi không. Mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong, Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Ping Phong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm
cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã, ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nha. Một, hai, ba. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ong đã bị bắt. Ôi, nghe cao, thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi, các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Bình Phong. Đúng vậy, cảm ơn Bình Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Bình Phong? Bắt tên trộm Bình Phong mau. Phản diện lén lút nhất trong trang trại của Bình Phong đây. Ta tới đây để gây rắc rối nè. Ốc ốc. Cạp cạp. Bồ. Ôi không, tên sói lén lút đã làm xáo trộn âm thanh của các loài động vật rồi. Các bạn ơi, có thể giúp mình tìm lại âm thanh của các loài động vật được không? Các bạn giúp được hả? Cảm ơn các bạn nha. Nếu người không tìm được âm thanh của người sớm, ta sẽ ăn thịt người đó. Ốc ốc. Động vật đầu tiên của trang trại, cùng tìm ra tiếng kêu của bò nhé. Bò. Khó nghĩ quá.
Đó không phải đáp án đúng rồi. Đây là tiếng của gà trống gái cho mình biết là trời đã sáng rồi. Cùng thử lại lần nữa nào. Cái này. Sai một lần nữa thì ta sẽ ăn thịt bò đó nha. Ấu. Ôi không. Đây là tiếng kêu của loài khỉ. Khỉ sống ở trong rừng đó. Ta thích ăn thịt bò lắm đó. Chó sói đang tới gần kìa. Hãy mau tìm ra đáp án đúng nào. Cái này. Tìm được rồi. Ping Pong có một nông trại nè. Ia ia o. Và trên nông trại là những chú bò. Ia ia o. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Ping Pong có một nông trại nè. Ia ia o. Không có tiếng kêu, người sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn của ta. Lần này ngươi không thoát được đâu. Cạp cạp. Hãy tìm tiếng kêu của heo nào. Ốc ốc. Khó quá đi. Cái này phải không? À, không phải rồi. Vậy đây là tiếng kêu của loài vật gì? Đây là tiếng kêu của bạn chó con dễ thương. Vậy phải cái này không? Ôi, mình nghĩ chúng ta sai rồi. Đó là tiếng kêu của bạn cừu với bộ lông xù. Thịt heo là ngon nhất rồi. Cứ đoán sai đi. Cẩn thận, heo ơi. Chó sói đang thèm thuồng lắm rồi. Ta phải mau tìm ra đáp án thôi. Phải, nó đây rồi. Đúng rồi. Đói lắm rồi, Ping Pong. Không thể tin là cả hai lần ngươi đều tìm được. Lần này sẽ khó hơn nhiều đó. Ôi không, con đắp trói rồi. Có thêm nhiều phương án để lựa chọn nữa. Được rồi các bạn, hãy mau tìm tiếng vịt kêu nha. Cạp cạp.
Xem nào, phải cái này không? Không đúng rồi. Đây là tiếng kêu của mèo con. Mau tìm ra đáp án, nếu không chó sói sẽ ăn thịt bạn vịt đó. Cùng xem nào. Cái này. Tôi sẽ là bữa ăn của ta. Ôi không. Đây chắc chắn là tiếng kêu của ngựa. Ngựa chạy rất nhanh. Bữa tối hôm nay là món vịt. Mình nên nướng nó hay nấu đây? Mình nghe là chó sói sẽ ăn thịt đàn vịt mất thôi. Nhanh lên, tìm nhanh nào. Phải đây không? Cáp, cáp. Đúng rồi. Không, bữa tối của ta. Cáp, cáp. Không. Ping Pong có một nông trại nè. Ia, ia, ô. Và trên nông trại là những chú vịt. Ia, ia, ô. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Ping Pong có một nông trại nè. Ia, ia, ô. Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình tìm đúng âm thanh của các loài vật trong trang trại. Búm bô. Hộp hộp. Cáp cáp. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Các bạn có nghe thấy gì không?
trời, người có thể nghe tiếng chuyển động của ta sao? Ta là rắn kẻ phản diện số 1 của rừng xanh đây. Ta tới đây để ăn thịt thú rừng đây. Kẻ nào mất tiếng kêu dưới bùa chú của ta thì sẽ khô héo hết. Cáp cáp. Ôi không, tiếng kêu của các loài vật bị xáo trộn cả rồi. Các bạn hãy giúp mình tìm lại tiếng kêu của chúng nhé. Thật sao? Các bạn sẽ giúp mình hả? Cảm ơn. Nếu không tìm được tiếng kêu của mình thì ngươi sẽ mất hết sức mạnh đó. Ta sẽ ăn thịt ngươi chỉ trong nháy mắt thôi. Hãy mau tìm lại tiếng kêu của loài động vật đầu tiên nào. Là cá sấu. Ốc ốc. Phải cái này không ta? Ôi không, vậy là sai rồi. Phải rồi, đây là tiếng kêu của bạn cừu bông mà. Ốc ốc. Sai một lần nữa là ta sẽ ăn thịt cá sấu đó. Không. Ốc ốc. Ồ, đây là tiếng của heo. Ta nên nuốt cái đuôi hay cái đầu trước đây? Rắn đang tiến lại gần hơn. Nhanh nào, mau tìm đáp án đúng nào. Đây rồi. Rau. Tìm được rồi. Rau. À. Ta khám phá rừng xanh nè. Người phá hỏng bữa ăn của ta. Lần này thì người đừng hòng phá rối ta nữa. Cạp cạp. Cùng tìm tiếng kêu của bạn vẹt nhé. Xin chào. Ấp 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 ấp. Phải cái này không? Ấp 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 ấp. Ôi không, các bạn, không phải đáp án đúng rồi. Ấp 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 ấp. Là tiếng kêu của các bạn ớt. Vậy phải cái này không? Ngươi sẽ trở thành bữa ăn của ta sớm thôi. À, mình tìm sai rồi. Là tiếng kêu của bạn ngựa chạy rất nhanh. Ta có nên dùng lông vẹt để làm cái mũ thời trang không? Vẹt ơi, cẩn thận, rắn đang ở gần đó. Cùng xem nào. Là cái này. Xin chào. Tìm được rồi. Xin chào. Ta khám
nè, xem có ai trong này. Tôi chính là vẹt nè, hãy nói câu xin chào. Nè cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia, kêu bên đây kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là vẹt nè, sống ở trong rừng. Xin chào. Ôi không, người thông minh hơn ta tưởng đó. Lần này sẽ khó hơn cho mà xem. Miau. Ôi không, gợi ý bằng hình ảnh mất rồi. Các bạn, hãy nhớ kỹ xem đâu mới là tiếng kêu của bạn hổ nhé. Bò. Khó quá đi. Có phải cái này không? Hình như chọn sai mất rồi. Đây là tiếng kêu của khỉ. Ta phải mau tìm ra đáp án, nếu không bạn hổ sẽ bị rắn ăn thịt đó. Khó nghĩ quá đi. Cái này hay cái kia? Bò. Hết. Ngay cả hổ cũng sẽ thất bại trước bùa chú của ta thôi. Không. Bò. Đây là tiếng kêu của bò sữa mà. Khi ăn thịt hổ xong, ta sẽ trở thành vua của rừng xanh. Trắng đang siết chặt bạn hổ kìa. Các bạn ơi, nhanh lên, nhanh lên đi. Là cái này. Tìm đúng rồi. Không, ta nói là ta sẽ là vua của rừng xanh mà. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Rõ là hồ vằn sống ở trong rừng. Này cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia, kêu bên này kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là hồ vằn sống ở trong rừng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đi tìm tiếng kêu của các loài vật cùng mình. Xin chào. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Ôi đây là hoang mạc của châu Phi. Wow, nhìn kìa, mái nhà chung của động vật hoang dã. Đây là hoang mạc diệu kỳ. Nào cùng về miền hoang vu, hươu cao cổ, ngựa vằn. Nào cùng về miền hoang vu, voi, sư tử. Nào cùng về miền hoang vu, hà mã kìa. Savanna, thiên nhiên tươi đẹp. Trăng, Linh Dương. Nào cùng về miền hoang vu, Châu Trừng, Đại Bàng. Nào cùng về miền hoang vu, Tê Giác kìa. Savanna, thiên nhiên tươi đẹp. Mình là
Khâu la 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 la, còn gọi là tên gấu tuy, sống ở nơi đất nước Úc. Khâu la 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 la, có bộ lông thật xăm mềm. Koala, tớ chẳng sợ ướt đâu nè. Koala, ta làm quen nhau đi nào. Koala, tớ chính là gấu tuy đây. Hedgehog. I, Impala. J,
Jaguar. K. Koala. L. Lamb. M. Meerkat. A. Nightingale. Tút tút, hãy lên tàu hỡi mọi người. Dạo chơi học thêm cùng môn thú. Tút tút, tút tút, hãy lên tàu hỡi mọi người. Xe lửa ABC thật vui nhộn. Tút tút. O. Ostrich. P. Panda. Q. Quail. R. Raccoon. S. Skunk. T. Turtle. U. Uriel. V. Vulture. W. Walrus. X. X-ray fish. Y. Yak. Z. Zebra. Tút tút, chiếc tàu quay về rồi. Và đây là chim cún. Lên tàu thôi. Tút tút, chiếc tàu quay về rồi. Để sao chi hành trình. Hãy nhìn hàm răng của ta, răng nhọn của ta. Và sau khi muông thu thấy khuôn mặt ta, chúng sẽ chạy đi chôn ta liền. Người người xem ta như chúa tể của rừng xanh. Hãy xem bờ và đuôi của ta, xem bờ và đuôi của ta. Nhìn xem ta đây vơi bước đi thật oai. Sư tử là chúa muôn loài. Cao sa mạc, cao sa mạc, la 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 la, cao sa mạc, cao sa mạc, cao sa mạc bạn thân ơi, nằm ngủ nướng suốt cả ngày. Cao sa mạc bạn thân ơi, đêm đêm thức đi săn nào. Mình đào đào cây hô, lắng nghe con mồi thật xó. Hey bên nhau mua hàng và cùng ngân nga khúc ca cao sa mạc. Hey bên nhau mua hàng và cùng ngân nga. Thật sâu vào. Đi thôi. Này này bạn nhìn xem, cá voi xanh đang đến. Giữa thế gian không ai to bằng chính tôi đây. Này này bạn nhìn xem, cá voi xanh đang đến. La 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 la. Nào nào, đập nước nào. Gần đây rồi. Nó rồi. Ồ ồ, xin lỗi nha. Whoosh. Tạm biệt nha. Yahoo! Trông trông. Yahoo! Ôi nào. Ra đây nào. Cùng theo bước châu rừng dọc chơi, nhà của tôi ở châu Phi giữa nơi hoang vu. Thấy thế nào? Về mái tóc xoăn dài của tôi, nhìn tự như là mô ra, hãy hát lên đi nào. Hoài hô, anh trao rừng, hoài hô, anh trao rừng, hoài hô, anh trao rừng với chiếc rừng thật đẹp. Thấy thế nào? Về mái tóc xoăn dài của tôi, tự như là mô ra, nào cùng nhau ca vang. Dừng lại! Phù. Cùng hô vang muôn năm, muôn năm, yeah! Ra đây nào,
cùng theo bước châu rừng dọc chơi. Nhà của tôi ở châu Phi giữa nơi hoang vu. Thầy thế nào về làn da đen tuyệt của tôi, mặc vào thêm áo khoác hay hát lên đi nào. Nào mọi người, hoan hô anh trao rừng, hoan hô anh trao rừng, hoan hô anh trao rừng, phân chia rừng thật đẹp. Thầy thế nào về làn da đen tuyệt của tôi, mặc thêm vào áo khoác nào cùng nhau ca vang. Đi theo châu rừng nào. Cao những cánh bé tẹo tí tẹo. Khao
của lạc đà thì rất dài, lông mi của lạc đà thì rất dài, lông mi của lạc đà thì rất dài để cát không bay vào. Chân của lạc đà thì rất êm, đôi chân của lạc đà thì rất êm để bước đi thật vững vàng. Chân thật êm. Gấu bắt cỡ. Gấu bắt cỡ. Rất xinh nào bạn ơi, vâng gấu bắc cực là tôi cao 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 và to lớn nhất trong những loài thú săn mồi. Rất xinh nào bạn ơi, vâng gấu bắc cực là tôi cao 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 và to lớn nhất nên chẳng sợ chi. Răng sắc chiếc mũi thính, bộ vuốt thật dài và to. Răng sắc chiếc mũi thính, vuốt thật dài và chân to. Wow, thật là ngầu. Rất xinh nào bạn ơi. Và gấu bắc cực là tôi, lông trắng trắng thật trắng sáng, ôi bộ lông trắng tinh. Rất xinh nào bạn ơi. Và gấu bắc cực là tôi, lông trắng trắng thật trắng sáng, nhưng thật sự ra tôi đen. Gấu bắc cực. Nhìn kia anh tê ra kia. Ôi, thơm quá. Nhìn kia anh tê ra kia. Tắm bùn nào. Bạn có biết tê giác không? Anh tê giác vô công tuyệt vời. Nhìn xem anh tê giác này, đeo kính vào nha. Đúng rồi, là tê giác đây. Chính là tôi, vô công tuyệt vời. Đúng rồi, là tê giác đây. Ôi, 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 ôi không. Mũi tôi có sừng nè. Bạn có biết tê giác không? Anh tê giác vô công tuyệt vời. Nhìn xem trên chiếc mũi anh hai chiếc sừng to. Đúng rồi, là tê giác đây. Chính là tôi, vô công tuyệt vời. Đúng rồi, là tê giác đây. 1, 2, 3, 4 nhảy nào. Nhìn kia anh tê giác kia. Ra đây cùng nhau xem nào, ra đây bạn ơi. Ra đây cùng nhau xem nào, mùa hát thôi nào. Ta cùng nào cùng nào cùng hát lên, leo lên cành cây. Cùng hát mùa hát mùa hát bên nhau. Cánh đu trên cây, tôi chẳng phải Cinderella. Thế nhưng mà tôi thích vanilla. Tôi là Rilla, 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 Gorilla, yeah. Gorilla. Cùng hát mùa hát mùa hát bên nhau. Trong ơi vang lên, tôi chẳng phải Cinderella. Thế nhưng mà tôi thích vanilla. Tôi là Rilla, 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 Gorilla, yeah. Đen và trắng tì. Tôi đây là ngỡ vằn. Xem tôi đây thật xinh đẹp đáng yêu. Tôi đây là ngỡ vằn. Tôi đứng kế chúa sơ lầm mà ông ta chẳng tìm thấy tôi. Bởi vì trông tôi như những phim nàng. Tôi đây là ngỡ vằn. Tôi lao nhanh qua đồng cỏ xanh. Tôi đây là ngỡ vằn. Đừng gọi tôi là ngỡ, tôi không phải ngỡ bình thường. Tôi đây. Sao chẳng nhìn thấy tôi? Bởi vì trong tôi như những phim nàng. Tôi đây là ngỡ vằn. Bởi vì tôi đây là ngỡ vằn. Tôi đây là ngỡ vằn. Bởi vì tôi đây
chớp.